các bạn. Đối với cái video clip này thì mình sẽ test cây M1216 Orange Queen. Mình hồi lúc trước mình bắn một vài chặng, bắn có một bản mình bắn cây này hết không giặt. Bữa nay mình sẽ test cho các bạn xem cái cây này có giặt hay không. Mình sẽ chứng minh là cây này nó không giặt nha. Hồi nhiều bạn nói mình nó hết, mất cười quá. Giặt. Sau lưng kìa bạn ơi. Bạn cầm RBK Whip. Nhiều lúc của mình cũng muốn như lắm. Mình đâu có tiền, không mình nạp mấy mua mấy quay cho mấy cái này. Đấy. Barres Iron. Đó. Trời. Nã liền. Ủa bạn này cầm cái đó mà bạn quy không kịp. Chắc bạn đi tập bắn rồi. Mình thì nhầm khi mình quy cái là mình hút luôn à. Mình quy cái đảo thành lại là cầm cái dao tiếp. Cây này đẹp quá. Ước gì với tôi cho mình cây để dành đi bắn rơm rất sướng lắm. Sorry to win. Đây M1216 Orange Gold, 15 một băng, 15 viên, được 3 băng đạn. Nè, đấy. Giặt lần sau. Bằng dâm bài ở trước rồi ở sau, ở sau rồi ở trước. Mà đi kiếm người chào thôi. Cái này có không? No. Đây. Sao mà mình tập trên đây là mình để em bước xuống đi xuống đó hồi thật là khó quá. Tốc độ nã đạn của cái đó thì rất là chậm, cái M1216 thì rất chậm, nhưng được cái là mới được 15 viên. Mà đối với Orange Gold thì mình thấy là nó cái dòng Orange Gold là nhanh rồi đó. Dòng Orange Gold nhanh hơn mấy M1216 bình thường với M1216 Camo. Hiện tại thì cái Camo mình đã hết rồi. Mình đã hết hàng rồi. Cái này thì mấy bạn cũng săn trong chế độ Zombie, chế độ ai thôi. Săn ai nhà máy chắc phải tàu sân bay. Trời ơi, bị kẹt. Chế độ A2 nào cũng có cây đó chứ. Rồi còn tiếng yêu của người, rồi còn tiếng hồn. Quên rồi. Chỉ cần dịp chạy thôi là thắng. Yeah.
lại là biến thành rơm tiếp tục. Bắn cờ. Bắn cờ. Canh me mà. Canh me mà. Bạn bắn mình. Bạn bắn mình. Bạn bắn mình. Bắn mình một chút. Cầm cây tên mà bơi mà bắn. Bắn chưa hết bắn nữa là mình ngẫm cu đèo rồi. 7k máu chứ không phải là bình thường. Trời, bắn gì cưa dữ vậy. Mình để chế độ màn hình này thì cho ít lắc nghe, chứ để mà hình bự quá, màn hình rộng cho lắc vô cùng khó chơi không chứ. CPC bởi quay ngồi sao may mắn liên minh thôi. Chơi game bay này nó có một đặc điểm, ai chơi y tá là kích thì là khó hiểu. Mấy chút mẹ may mắn hàng sao xui tới nữa rồi. Bạn Ngọc Anh nhảy kìa. Mình không hiểu sao bạn to bạn cào chúng được hay á. Các bạn thấy không? Một phát là một kill, một phát là một kill. Bạn Ngọc Anh đâu rồi? Chúc mừng mấy bạn lên đây chơi với mình nè. Trời, tôi chưa kịp bắn nữa, chết vào rồi. Có lộn, chưa kịp chém nữa. Mình là số gà. Này. Cái nòng của nó thì là tuyệt vời. Hả? 1, 2, 3, 4. Sau lưng. Lại là mù. Mấy bạn thấy chưa? Zombie bắn mà không lùi là hiểu rồi đó. Mà thấy cái xuống thục nó mạnh cỡ nào rồi. Xương xích luôn mà. Vậy đó mà không giật lại luôn. Mình chọn cái đứng đúng kia mà là cào chúng mình mới ghê. Bởi vì cuộc đời rất nhiều rất nhiều quan trái.
khách rất là nhiều. Xăm rồi thì cũng gì cũng nhờ. Bung. Sau đây là những hình thần bung thì chúng ta nên kích. Ở đâu vậy? Nó thì chứ bung vậy chứ mình không biết ở đâu. À, bữa nay mình chơi game 99 phút nhận ở đâu vậy mấy bạn? Trả lại môi trường trong sạch cho game. Không nên bung. Mình đã thành dơ. Thôi chạy vô nhà cho vui. Thục kìa. Đã tha rồi mà ham. Tha rồi mà ham. Cái bạn Ngọc Anh nó mới thị đó là bạn chạy tuốt bên kia đã rồi. Bạn Ngọc Anh đó mình không tố cáo à, chứ là bạn mình thấy bạn nghi lắm rồi đó. Rồi nãy là thấy bạn nhảy rồi, thấy ngay vui rồi đó. Thùng hàng của mình thôi. Hôm sau hả? Đỡ không bạn? Chỉ mặt kìa. Sau lưng. Ủa? Nó thấy mà. Chỉ mịt mù thôi. Cái mù là mấy bạn đi hết tất cả. Đấy, các bạn đợi biết tới hồi nãy là hồi nãy mình bắn không lùi lại ăn sao, bây giờ đã bị nghi vấn khách này thoát ra đó. Chưa mò hết kỳ cục kẹo. Bạn Ngọc Trinh ơi, cho mình lên trước đi. Nhảy lên nào. Tính lên đi nóc mà không được rồi. Đây, hứt sọc. Xem non là mình rất hết. Còn lũ lại quá trời. Không bắn thì đi ra, khác chơi đi. Các bạn thấy quy luật chưa? Đó. Tầm xa mấy bạn bắn không dính đâu.
chỉ được tầm trung, tầm gần mình trung thôi. Tầm gần thì nó mới mạnh. Ở trên đây là vô đói, bây giờ là trên đây thủ là vô đói. Bắn chín kill của mình đâu, được một kill. Bỏ súng rồi kìa. Thấy mình ngẫm rồi đó. Mở khèn vô đói à. Mình ngẫm rồi. Rồi còn 200 máu. Mà nó hay quá. Có vụ chế độ ấy nữa. Thế mình lại gặp bạn Quách Tỉnh nữa rồi. Không dây rồi mà chứ. Bạn nào căm thù mình vậy? Các bạn Quách Tỉnh á, tôi mệt bạn đó nha. Chơi gì mà bắn gì chưa gì đâu, bắn không lùi không bẹp gì chứ. Vui. Chặn mình phải không? Ờ giờ chặn đi. Ờ gì lên mày nhìn tin. Đổi thôi. Chúng cười mà ai đổi gì.
Lại là bạn Quách Tỉnh nữa. Chơi cái trò gì mà bắn không lùi. Bye bye các bạn.